chúng ta sẽ đổi lại thành quản lý chi tiêu. Ok, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đấy, ta đổi luôn rồi. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tutorial Angular 15 bài số 3. Ở bài này chúng ta sẽ học về các kiến trúc cơ bản của một Angular 15 4.0 và component cũng như template của Angular. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng truy cập vào cửa sổ command line ở thư mục chứa project của chúng ta đã tạo ra ở bài trước. Chúng ta sẽ cùng chạy project lên với lệnh ng serve sửa chữa open. Tiếp đến chúng ta sẽ mở Visual Studio Code lên và open folder. Chúng ta sẽ truy cập đến folder chứa project của chúng ta. Như vậy là project của chúng ta đã hiện lên. Chúng ta sẽ cùng truy cập đến project của chúng ta ở trong VS OD project 2023 và xin chào Việt Nam. Select folder. Thì như các bạn thấy là trong project của Angular có rất nhiều thứ. Thì những cái quan trọng nhất đấy là thư mục app này sẽ là component đầu tiên của Angular. Thì trong một component thì gồm có 4 file: file CSS, HTML, spec.ts và ts.css là để tùy chỉnh giao diện, HTML để chứa các thẻ, ts là phần backend và spec.ts là file để test. Ngoài ra thì chúng ta còn có file index.html là file chứa tất cả các component của app. Tiếp đến thì có các file như Angular Edition để chứa các thư viện. Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ truy cập tiếp vào CMD ở thư mục chứa project của chúng ta. Chúng ta sẽ tạo mới một component. Chúng ta sẽ lệnh dùng lệnh như sau: ng là viết tắt của Angular, generate component và cuối cùng là tên của component. Chúng ta sẽ đặt là chi tiêu. Ok, chúng ta sẽ cùng đợi để hệ thống gen ra project cho gen ra component cho chúng ta sẽ nhanh thôi. Đây, hệ thống đã gen cho chúng ta 4 file: HTML, spec.js, ts và css. Tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào file spec file ts. Chúng ta sẽ tiến hành tạo một biến title string và chúng ta sẽ khởi tạo bằng rỗng. Tiếp đến là chúng ta sẽ cho gọi hàm ng on init và để có hàm này thì chúng ta sẽ implement on init ở đây. Hàm on init sẽ chạy khi server của chúng ta
đang gem file, đang lát trang. Chúng ta sẽ truyền là read.title, chúng ta sẽ bằng nhập chỉ tiêu. Ok, cuối cùng thì ở file HTML này chúng ta sẽ xóa đoạn code cũ đi và thay vào đấy chúng ta sẽ dùng cấu trúc quặc cặp quặc nhọn này để binding dữ liệu. Cặp quặc nhọn này trong tiếng Anh gọi là Angular, và chúng ta dùng nó để binding dữ liệu. Ở đây là một đặc điểm rất mạnh của Angular, nên nó lấy luôn cái dấu ngoặc này đặt tên cho framework của chúng ta là Angular. Ok, chúng ta sẽ cùng ra. Sau đây là code cũ của chúng ta, nên chúng ta sẽ xóa đoạn code này ở trong app.commandant.html. Đợi xóa tất cả đi. Sau đấy chúng ta sẽ để một dòng H1 title. Các bạn, nó sẽ để trong cặp quặc nhọn. Tiếp đến là ta sẽ gọi component nhập chi tiêu ở đây. Ok, chúng ta sẽ cùng quay lại đây. Xin chào Việt Nam, nhập chi tiêu. Đây là title của component app. Còn đây là component nhập chi tiêu. Thì chúng ta sẽ đổi title này. Chúng ta sẽ truy cập vào app.component.ts. Các bạn thấy là title của component app sẽ là mặc định tên project của chúng ta. Chúng ta sẽ đổi lại thành quản lý chi tiêu. Ok, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đấy, ta đổi luôn rồi. Đây là một SPA, Single Page Application. Dữ liệu sẽ được loát lại luôn, không cần phải nhấn F5. Refresh. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đi vào Template. Đây, cái gốc rễ của một component sẽ nằm trong component.ts. Chúng ta sẽ quy định tên để gọi đây, app nhập chi tiêu. Thì chúng ta có thể gọi ở đây app nhập chi tiêu này. Ví dụ chúng ta chỉ viết là app nhập chi, thì ở đây chúng ta cũng phải là app nhập chi thì hệ thống mới không bị lỗi. Nên chúng ta sẽ để mặc định. Còn đây là template URL. Nếu như các bạn muốn nhập luôn template ở đây thì các bạn có thể xóa ở đây đi. Và ở đây thì các bạn thay bằng đoạn mã HTML thôi. Đấy, chúng ta cùng xem. Đây, chúng ta không gọi đến file HTML nữa mà chúng ta viết luôn HTML ở đây. Nhưng mà thường thì chúng ta sẽ tách ra để cho rõ ràng danh mạch. Tương tự như style, chúng ta có thể nhập URL. Còn nếu muốn chúng ta mà muốn nhập style thẳng trên này thì chúng ta sẽ dùng style không như thế này. Style S như thế này. Chúng ta sẽ để lại bằng mình là style URL như thế này. Vậy là bài học đã hết. Tạm biệt Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.